24,5. 24. Tôi chết rồi, sai mất một câu rồi. 24 điểm thì đỗ vào trường nào chứ lị? 24 điểm thì bây giờ chọn vào trường nào đi? Ngoại thương đi. Ngoại thương thì cũng có nhiều bóng cây đấy. Bé quá. Hay vào kinh tế quốc dân. Kinh tế quốc dân à? Nghe cũng ok đấy. Nhưng lấy tiền đâu ra học giờ? À, tôi chọn sư phạm đi. Sư phạm cũng có nhiều ngành mà mình thích đấy. Sư phạm mà. Sư phạm. Chính trị.